Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thường sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, Sputnik vừa dẫn thông cáo của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Trung Quốc tuần trước cho biết, trong vòng 24 giờ, cơ quan này đã phát hiện tổng cộng 33 máy bay quân sự và 10 tàu hải quân của Trung Quốc đại lục hoạt động quanh eo biển. Thông cáo cho biết thêm, trong số đó 12 máy bay bị phát hiện đi vào vùng nhận diện phòng không ở Đông Nam và Tây Nam đảo Đài Loan. Các máy bay này gồm Su-30, J-10, J-16, máy bay vận tải Y-8, máy bay không người lái, VJ-7, trực thăng Z-9. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả biện pháp quân sự. Tuần trước, cơ quan phòng vệ cho hòn đảo này cho biết ba tàu chiến Trung Quốc dẫn đầu là tàu sân bay Sơn Đông đi qua biển Đài Loan. Dù Đài Bắc luôn theo dõi và thông báo về sự hiện diện của các tàu chiến Trung Quốc đại lục, nhưng việc tàu sân bay Sơn Đông đi qua eo biển chỉ rộng khoảng 180 km lần này được cho là điều bất thường. Theo thông báo, nhóm tàu đi về phía tây của đường trung tuyến rồi hướng lên phía bắc. Đây là cuộc phô trương sức mạnh mới nhất của Bắc Kinh chỉ hơn một tháng sau khi triển khai đợt tập trận trên biển và trên không quanh hòn đảo này. Trước đó, cuộc tập trận hồi tháng 4 mô phỏng tấn công các mục tiêu trên đảo và bao vây Đài Loan, bao gồm việc phong tỏa. Báo chí đại lục đưa tin, vài chục chiếc máy bay đã thực hành phong tỏa trên không. Tàu Sơn Đông cũng tham gia đợt tập trận đó kèm theo những chiếc tiêm kích J-15 trên con tàu, nhưng không phải ở eo biển mà ở vùng Đông Nam đảo Đài Loan. Lần gần đây nhất mà tàu Sơn Đông đi qua eo biển Đài Loan là tháng 3 năm 2022, ngay trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm. Trước đó, tàu Sơn Đông đi qua eo biển này vào tháng 12 năm 2020, một ngày sau khi tàu chiến Mỹ đi qua. Tàu Sơn Đông cũng đi qua eo biển Đài Loan vào tháng 12 năm 2019, vài tuần trước khi cử tri Đài Loan đi bầu cử. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McWell khi có chuyến thăm Đài Loan Trung Quốc. Tại đây, ông Michael McWell nói đã làm mọi cách để có thể đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí cho Đài Loan, trong đó có tiêm kích F-16. Thế nhưng cho đến nay, về phía Mỹ vẫn chậm chuyển giao tiêm kích F-16. Bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh, Washington hiện vẫn là nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự chính cho Đài Loan, Trung Quốc. Lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Chin Kucheng vừa cho biết, các vấn đề về phần mềm điều khiển bay khiến hợp đồng đặt mua 66 máy bay chiến đấu F-16V từ Mỹ không được hoàn thành đúng hạn. Tuy nhiên, Đài Loan vẫn sẽ nhận được lô tiêm kích hiện đại này trước năm 2026. Ông Chiu nói với các phóng viên tại cơ quan lập pháp Đài Loan rằng, về nguyên tắc, tất cả 66 máy bay sẽ được chuyển giao trước năm 2026. Hoàn toàn không có vấn đề gì về điều này. Quan chức Đài Loan cho biết, hòn đảo lo ngại sự chậm trễ trong việc chuyển giao lô tiêm kích F-16V. Nhưng việc liên lạc với phía Mỹ về vấn đề này vẫn diễn ra suôn sẻ. Tập đoàn Lockheed Martin xác nhận họ đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Mỹ để giải quyết các thách thức nhằm hỗ trợ các mục tiêu hợp tác an ninh của Mỹ, song không nêu chi tiết. Năm 2019, Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán máy bay chiến đấu F-16 của tập đoàn Lockheed Martin trị giá 8 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan. Thỏa thuận này sẽ tăng số lượng máy bay chiến đấu F-16 của hòn đảo lên tới hơn 200 chiếc, quy mô lớn nhất ở châu Á. Theo thỏa thuận, Đài Loan đã chuyển đổi 141 máy bay F-16AB thành loại F-16V và đặt mua thêm 66 chiếc F-16V mới. Dòng F-16V mới được trang bị hệ thống điện tử, hàng không, vũ khí và radar mới để đối phó tốt hơn năng lực quân sự của mình, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình J-20. Kể từ năm ngoái, Đài Loan đã phản nàn về sự chậm trễ của Mỹ trong việc chuyển giao các loại vũ khí, bao gồm tên lửa phòng không Stinger, cho các nhà sản xuất chuyển nguồn cung sang Ukraine để đối phó chiến dịch quân sự của Nga. Trong chuyến thăm Đài Bắc vào tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul cho biết ông đang làm mọi cách có thể để nhanh việc chuyển giao vũ khí cho Đài Loan. Ngoài máy bay chiến đấu, Bộ Quốc phòng Mỹ còn công bố một hợp đồng trị giá 1,17 tỷ đô la Mỹ nhằm bán tên lửa chống hạm Harpoon được phóng từ đất liền cho một khách hàng giấu tên. Trang tin Bloomberg của Mỹ tiết lộ khách hàng bí ẩn của thương vụ này là Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo hợp đồng bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan đã hạ thấp lợi ích an ninh quốc gia của Trung Quốc, đồng thời làm ảnh hưởng đến quan hệ Trung-Mỹ cũng như hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan.
Bộ Thương mại Trung Quốc hồi tháng 2 đã đưa hai tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ của Mỹ là Raytheon Technology và Lockheed Martin vào danh sách những tổ chức không đáng tin cậy. Việc bị đưa vào danh sách này sẽ khiến các công ty của Mỹ không thể tham gia vào các giao dịch xuất khẩu liên quan đến Trung Quốc. Giữa lúc căng thẳng leo thang, một số chuyên gia gần đây đã khơi lại kế hoạch xây dựng căn cứ tàu ngầm bí mật dưới biển ở phía đông của Đài Loan, Trung Quốc. Ông Nghê Lạc Hùng, một chuyên gia hải quân ở Thượng Hải, Trung Quốc cho rằng kế hoạch xây căn cứ tàu ngầm dưới nước sẽ gây ra mối đe dọa đặc biệt đối với PLA trong trường hợp xảy ra xung đột. Theo tờ South China Morning Post, SCMP đưa tin mới đây rằng chính quyền Đài Loan đang được đề nghị xem xét lại đề xuất sử dụng các hang động dưới nước như một phần của một căn cứ hải quân cho đội tàu ngầm mới, mà có thể bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2025. Một số chuyên gia quốc phòng Đài Loan cho rằng bờ biển phía đông có nhiều núi của hòn đảo với những vách đá dựng đứng và địa hình biển sâu sẽ là căn cứ lý tưởng cho các tàu chiến như thế. Đặc biệt, các cấu trúc địa chất dọc theo bờ biển phía đông của huyện Hoa Liên và địa hình tự nhiên dưới nước lân cận có thể cung cấp nơi trú ẩn lý tưởng cho tàu ngầm. Theo chuyên gia quân sự Lữ Lệ Thi ở Đài Loan, ông Lữ nhận định chỉ 100m từ bờ biển Hoa Liên, biển sâu 1.000m và 10km từ bờ biển, biển sâu hơn 4.000m cho phép tàu ngầm lặn lén vào rãnh đại dương của Thái Bình Dương ngay sau khi xuất phát từ căn cứ. Cấu trúc địa chất của các vách đá ở Hoa Liên thích hợp để đào hang sâu hoặc đường hầm. Đề xuất của ông Lữ được đưa ra khi lực lượng phòng vệ Đài Loan cho hay các cuộc thử nghiệm trên biển đối với tàu ngầm chạy bằng diesel điện đầu tiên được đóng ở hòn đảo này có thể được bắt đầu sớm nhất là vào tháng 3 năm 2024. Đài Loan có kế hoạch phát triển một hạm đội gồm ít nhất 8 tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel điện. Theo chương trình tàu ngầm phòng thủ nội địa IDS, với chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được hạ thủy vào tháng 9 năm 2023 và đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2025, theo SCMP dẫn lại thông tin từ báo chí Đài Loan. Đề xuất về một căn cứ tàu ngầm dưới biển gần đây đang gây xôn xao trong giới quân sự Đài Loan. Một bài báo đăng trên cổng thông tin trực tuyến App Media của Đài Loan đã kêu gọi Đài Bắc xem xét lại kế hoạch sử dụng hang động xây căn cứ hải quân, lúc đầu được gọi là củng cố phía đông. Vì căn cứ hải quân tả doanh hiện tại ở phía nam thành phố Cao Hùng không phải là cảng nước sâu và sẽ không được che giấu hoàn toàn ngay cả sau khi mở rộng. Lực lượng phòng vệ biển của Đài Loan bắt đầu nghiên cứu kế hoạch trên vào năm 1991, sau khi Mỹ hứa bán tàu ngầm chạy bằng diesel, điện và 12 máy bay tuần tra chống ngầm P-3C cho Đài Loan. Các cam kết đã thúc đẩy lực lượng phòng vệ biển lên kế hoạch xây dựng một đường hầm hình chữ U dưới nước bên trong một sườn núi ven biển ở Hoa Liên, nơi sẽ đặt một cơ sở bảo trì và hậu cần toàn diện dưới lòng đất, theo một báo cáo được xuất bản năm 2004 của ông Châu Hiển Long, cựu phó giám đốc của Viện Nghiên cứu Đài Loan thuộc Đại học Liên hợp Bắc Kinh. Tuy nhiên, ý tưởng đó đã bị bỏ quên sau khi việc mua lại đất đai thất bại. Trong khi Mỹ không thể giao tàu ngầm chạy bằng diesel điện cho Đài Loan vì các nhà phát triển vũ khí của Mỹ đã dừng sản xuất các mẫu tàu cũ hơn, buộc Đài Loan phải tự phát triển tàu ngầm của riêng mình. Andrew Chang, tổng biên tập tạp chí quân sự Canada Kansas Asian Defense cho rằng, việc cất giấu các khí tài quân sự có giá trị bên trong vùng núi phía đông bờ biển Đài Loan chưa bao giờ là một chiến lược lỗi thời. Bởi dãy núi trung tâm của hòn đảo sẽ đóng vai trò như một hàng rào tự nhiên để ngăn chặn các tàu ngầm bị quân đội Trung Quốc PLA tấn công từ đất liền. Lực lượng phòng không của Đài Loan có hai nhà chứa máy bay ngầm ở Hoa Liên và huyện Đài Đông có thể che chắn tới 400 máy bay chiến đấu trong trường hợp bị tấn công đầu tiên nhờ dãy núi dài 500 km. Ông Chan nhận định sẽ không an toàn nếu tàu ngầm neo đậu tại các căn cứ hải quân ở cảng phía nam và phía bắc của hòn đảo, nơi nước nông và dễ bị phát hiện. Một cơ sở phụ trong hang động cho lực lượng phòng vệ biển của Đài Loan phải là một loại đường hầm dốc dưới nước bên trong vách đá của Hoa Liên, tương tự như căn cứ tàu ngầm dưới nước của Thụy Điển, không thể bị máy bay và vệ tinh chống ngầm phát hiện. Căn cứ hải quân Moscow, một cơ sở hải quân dưới nước của Thụy Điển ở phía nam thủ đô Stockholm, có diện tích vài km và được nối với nhau bằng 20 km đường ngầm và một đường hầm dài 3 km. Một phần của đường này nằm dưới biển. Ông Nghê Lạc Hùng, một chuyên gia hải quân ở Thượng Hải cho rằng kế hoạch xây căn cứ tàu ngầm dưới nước sẽ gây ra mối đe dọa đặc biệt đối với PLA trong trường hợp xảy ra xung đột. Theo SCMP, PLA đã nghĩ ra nhiều kịch bản cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra ở Đài Loan, bao gồm cả sự tham gia của các nhóm tác chiến tàu sân bay,
trong đó các máy bay chiến đấu và tên lửa phóng từ tàu sẽ được triển khai để bắn các căn cứ quân sự quan trọng của hòn đảo. Tuy nhiên, các tàu ngầm tấn công được giấu trong căn cứ tàu ngầm dưới nước và rãnh đại dương có thể làm suy yếu hoặc thậm chí phá hỏng kế hoạch chiếm đảo của PLA trong một cuộc chiến chớp nhoáng, ông Nghe nhận định. Trong khi đó, ông Arthur Ding, giáo sư danh dự tại Đại học Chính trị Quốc lập ở Đài Bắc cho rằng sẽ quá tốn kém cho việc xây dựng một căn cứ tàu ngầm dưới nước, mặc dù nghe có vẻ là một ý tưởng hay. Ông Ding nói, trên thực tế, Hải quân cần dành nhiều thời gian hơn để triển khai các tàu ngầm của mình tới phía Bắc Đại Bắc và phía Nam Cao Hùng để hỗ trợ. Một khi PLA thực hiện các cuộc tấn công gọng kìm để phong tỏa eo biển Đài Loan, ông Ding nhận định, đề cập các kịch bản tấn công có khả năng xảy ra nhất, tàu ngầm diesel, điện có độ bền hạn chế nên những tàu này đậu ở các cảng phía Bắc và phía Nam có lẽ tốt hơn. Các tàu ngầm nội địa của Đài Loan cuối cùng sẽ thay thế 4 tàu ngầm cũ hiện đang phục vụ trong lực lượng phòng vệ biển. 2 trong số các tàu ngầm này là tàu ngầm diesel, điện được mua từ Hà Lan vào thập niên 1980, trong khi 2 chiếc còn lại là tàu ngầm Guppy của Hải quân Mỹ đã qua sử dụng. Những tàu này được thiết kế cách đây vài thập niên, chỉ được sử dụng cho mục đích huấn luyện, theo SCMP. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!